Xin chào và rất vui khi gặp lại tất cả anh chị ở trong video ngày hôm nay Và hôm nay chúng ta hãy tiếp tục cùng nhau tìm hiểu về Bitcoin trong quá trình chúng ta trading và cũng như là holding nha anh chị nhé Và Bitcoin ở thời điểm này thì nó đang nằm ở trong cái giai đoạn khá là nhạy cảm ở tháng 9 Và chúng ta chuẩn bị bước qua cái quý tư của 2024 Một cái giai đoạn mà sẽ có rất là nhiều cái sự bất ngờ sẽ chờ đón anh chị chị ha và trước khi chúng ta nói đến những cái nội dung chính ở trong ngày hôm nay thì anh chị đừng quên là có thể là click vào nút like để ủng hộ team ở trong thời gian tới nhé và với cái vùng giá hiện tại bitcoin đang chạy uh, quanh khu vực giá là khoảng 60.400 đô và chúng ta đang có cái chiều hướng là phục hồi trở lại ấy, thì nó có những cái tin tốt À, rất quan trọng để anh chị xem qua. Đầu tiên là chúng ta sẽ nói đến cái tin tức là lãi suất của Mỹ nha anh chị. thì trong cái thời gian gần đây chúng ta thấy rằng là đã rất là nhiều tháng trời thì chúng ta luôn chờ đợi về một cái quyết định là giảm lãi suất đến từ Fed và đến thời điểm này thì theo cái trang Trading Economic ở đây á thì họ đang có cái uh, forecast là cái dự đoán anh chị là nó sẽ có thể là giảm khoảng 0,25% đầu tiên. Ở trong cái năm 2024 này nha anh chị nhé Thì với cái đà mà giảm khoảng 0,25% Tức là từ 5,5% Đối với những kỳ trước về 5,25% này Thì đây sẽ là một cái tin tức cực kỳ tốt để giúp cho giá của Bitcoin có thể là tăng trưởng. Thì anh chị biết được rằng khi giảm lãi suất xuống thì cái động thái này sẽ là một cái động thái à, giúp cho người dân có thể là tiếp cận đến cái dòng tiền, à, có thể là vay vốn nhiều hơn, có thể là à, tạo cái điều kiện để kinh tế nó phát triển trở lại ha. Sau một cái quá trình mà lạm phát nó tăng cao, kinh tế gọi như là chậm phát triển, suy thoái, giảm chân tại chỗ thì với cái vấn đề giảm lãi suất sẽ là tin tốt và đó sẽ là một phần thúc đẩy cho giá Bitcoin ở trong ngày mai. À, và với cái tin tức này thì anh chị thấy rằng là nó sẽ ra mắt vào 18 tháng 9 2024 nhưng mà chúng ta đang lệch múi giờ đối với lại bên Mỹ ha anh chị ha. Thì 6 PM uh, GMT ở đấy là nó sẽ quy đổi ra là 1 giờ sáng thứ năm ở Việt Nam để anh chị chào đón cái tin tức uh, khá là quan trọng này và nếu như quyết định này được ra mắt với con số là 5,25%. À uh, anh chị thấy thị trường sẽ sạch thị trường sẽ xoay nhà chị nhá và đồng với cái thời điểm hiện tại nếu chúng ta lấy cái dữ liệu của lãi suất hoa kỳ á mà chúng ta so sánh với một cái thông tin đó là bitcoin thì nó có cho chúng ta ra kết quả gì hay không anh chị hãy để ý ở giai đoạn 2016 ở quý 4 ha Tức là 3 tháng cuối năm là quý 4 của 2016 Thời điểm 2016 là Bitcoin halving Chúng ta thấy được rằng tháng 10, 11, 12 Đều có cái mức tăng trưởng là từ 14% ở tháng 10 này 5% ở tháng 11 và 30,8% ở tháng 12 Tương tự ở kỳ halving ở 2020 Chúng ta có tháng 10 là 27,7% Tháng 11 rất cao anh chị 42,95% và tiếp tục leo thang Với những cái mức tăng cực kỳ là tốt Ở tháng 12, 2020 là 46 phần trăm một con số rất lý tưởng. À, và sau 4 năm kể từ cái thời điểm Bitcoin halving ở 2020 thì 2024 chúng ta đã trải qua cái giai đoạn halving rồi. Và ở trong quý 4 của 2024 này, liệu rằng câu chuyện nó có lặp lại hay không? Thì em đang lấy cái dữ liệu để đối chiếu là khi Fed ở trong thời gian là tháng 9 này và cũng như là tháng 10 tới họ giảm lãi suất thì nó cũng sẽ đồng nghĩa với cái việc rằng lịch sử của Bitcoin Having ở quý tư 2024 này nó cũng sẽ được lặp lại một lần nữa với những màu xanh nhà anh chị nha. À, với những màu xanh Đây là cái sự mong muốn của em đang chờ đợi Rằng ở trong 3 tháng cuối năm này Toàn bộ thị trường crypto sẽ có một cái màu xanh phơi phới luôn anh chị ha Và khi mà Bitcoin nó tăng lên Bitcoin tăng dòng tiền sẽ đổ vào Bitcoin Để họ để Bitcoin lên đúng không anh chị Khi họ để Bitcoin xong thì dòng tiền sẽ đổ qua Bên hệ thống của Ethereum Giúp cho Ethereum là một trong những cái Vị vua ở trong anh con ha anh chị Có thể là tăng trưởng tiếp Và trong cái thời điểm mà Ethereum nó tăng lên Thì cũng sẽ là cơ hội để họ lấy Ethereum ra để bơm tiền vào những cái dự án con khác cho nên là ở thời điểm này nếu anh chị đang hầu thật sự nha nếu anh chị đang hầu thì anh chị có thể là tiếp tục hầu đi à, và nếu như giá có giảm thì cũng sẽ là cơ hội cực kỳ tốt để anh chị có thể là gom để anh chị có thể là đi xe tiếp à, đó, đó là cái em muốn chỉ ra để khi chúng ta đối chiếu những cái sự kiện thực tế ở trên thị trường đó là những cái sự kiện rất là thực tế khi chúng ta đối chiếu từ cái vấn đề là kinh tế thế giới ha anh chị ha chúng ta ép qua ở bên mạng crypto mạng tài chính mới của chúng ta thì chúng ta thấy rằng là cái khả năng đang à, là một màu xanh rất là vượt trội ha rồi thì đây là những cái thông tin đầu tiên khi em muốn nhắc đến những cái tin tức tốt à, dành cho bitcoin để nó có thể là tăng trưởng được vậy thì ở trong thời gian tới vấn đề trading của chúng ta như thế nào thì trong cái thời gian vừa qua chúng ta luôn nói đến cái vấn đề là sẽ xanh sẽ có thể lon được ha từ những cái vùng như là 55 56 ngàn rồi đến những cái vùng như là 57 ngàn thì em cũng đã đều có những cái cảnh báo anh chị là có thể là tìm kiếm những cơ hội lon bởi vì là khi nó quét thanh lý xuống dưới này à, khi nó quét giá nó quét thanh lý anh chị những cái lệnh long vừa qua á, và khi nó quét xong á cái cơ hội để chúng ta tăng trưởng lên rất tốt ha, anh chị ha thì anh chị có thể là nhìn lại một lần nữa thông qua cái liquidation hit map chúng ta cũng đã theo dõi khá là nhiều ở trong những cái tuần vừa qua thì anh chị thấy là từ ngày 13 À, 13 tháng 9 vừa qua ha cho đến thời điểm hiện tại Bitcoin liên tục đây Bitcoin liên tục có những cái đà tăng trưởng lên và mỗi lần giá tăng trưởng thì anh chị thấy rằng giá sẽ đi qua cái phạm vi ở uh, có những cái cụm thanh lý những cái màu vàng ở đây nha chị nha những cái cụm thanh lý những cái lệnh sót rất rất nhiều và ở trên đó thì chúng ta cũng đã nhắc là từ 60 ngàn đổ lên 70 hoặc thậm chí là gần 80 ngàn chúng ta vẫn có rất là nhiều những cái lệnh đang bị chờ quét thanh lý ở trên đó cho nên là giá ở thời điểm này nó đang có xu hướng là muốn đẩy lên để quét ở à, chúng ta đã bàn rồi đúng không ạ và với cái vấn đề đó thì khi anh chị đang hâu những cái lệnh long của chúng ta à, từ những cái vùng như là khoảng 56, 57 ngàn hoặc thậm chí là sâu hơn khoảng 54 ngàn thì nó là một cơ hội tốt để anh chị hâu cái lệnh này dài hạn hơn và khi chúng ta nhìn lại ở cái uh, phần Fixed Trend Volume Profile này, tức là cái công cụ để chúng ta xác định được rằng là ở à, kháng cự hỗ trợ theo volume nó như thế nào chúng ta có cái đường màu xanh ở trên này là VAH điểm à, kháng cự rất quan trọng anh chị là khoảng 61.294 đô anh chị thấy rằng là trong ngày hôm qua chúng ta ở à, chạm từ vùng BOC này chúng ta tăng lên đúng không ạ thì ngay lập tức là giá có phản ứng ở ngay cái VAH ha, à, ngay khu vực VAH này đã có phản ứng và giá có sự từ chối xuống và để làm rõ rằng là chúng ta có nên tiếp tục nếu anh chị chưa mở lệnh long anh chị có nên tiếp tục mở lệnh long hay không á thì cái em thấy ở đây á là anh chị nên chờ một cái phản ứng giá có nghĩa là ở thời điểm này ở khu vực là 61.200 nó đang là cái kháng cự à, nó đang cản giá lại thì để mà anh chị vào long an toàn nhất nếu anh chị muốn mở lệnh mới thì anh chị hãy đợi giá nó lên khỏi 61.200 bắt về ha, anh chị ha à, có nghĩa là có một sự hỗ trợ về và tăng lên tiếp hoặc có thể anh chị sớm hơn một tí là khi nó tăng lên trên này À, nó đóng nến lên trên này thì anh chị có thể là bắt đầu vào một cái lệnh lon để chúng ta target lên những vùng giá cao hơn và đối với em ở thời điểm hiện tại thì giá hoàn toàn có thể là di chuyển khi anh chị nhìn thêm một cái dữ liệu nữa ở khung thời gian là khung ngày nha anh chị nhé. đây thì với khung thời gian khung ngày chúng ta đã gọi như là bám cái khu vực này khá lâu anh chị từ cái thời điểm mà em nói rằng là ở cái ngưỡng 0.618 là 54.000, 56, 56.000 là cái thời điểm anh chị lon lên được ấy thì anh chị thấy rằng là gì? một lần nữa À, nó tăng lên và nó quay trở lại nó test ở cái VL ở khu vực giá là khoảng 58.349 đô la và hiện giờ là đang một cái xu hướng tích cực khi nó được đỡ giá là nhà anh chị em và với cái tình huống đỡ giá này thì với những mốc giá như là 67, 68, 69, 70.000 đô nó sẽ sớm đạt được nó sẽ sớm đạt được ha và trước khi nó đạt đến được những cái mốc đó thì chúng ta cũng có thể là xem qua một vài cái kháng cự hỗ trợ theo khung tuần và cũng như là khung tháng thì anh chị thấy ở đây đối với khung tuần nhé khung thời gian là khung tuần thì anh chị thấy rằng là gì ạ? Ở cái điểm giá là khoảng 64.000, 65.000 đô ở trong cái nến tuần này là một cái nến xanh rất đẹp. Nhưng mà sau đó thì nó, anh chị thấy là nó bị cản lại ha, nó cũng bị bồi lại à, với hai cái nến tuần rất là xấu ở đây. Tức là gì? Ở khu vực này là khu vực kháng cự giá hoàn toàn có thể là có những cái sự phản ứng giá à, rất là khó chịu ở đây ở trong thời gian tới đối với khu vực này tiếp theo chúng ta sẽ xem về nến tháng để chúng ta lấy thêm những cái dữ kiện ở nến tháng nhé với nến tháng ừ, nó cũng nằm gần với đến tuần nhưng mà chúng ta hãy chú ý một tí ở khu vực là khoảng 67.500 đô à, đây sẽ là một cái tiếp theo một cái cản lớn hơn ở khung tháng thì nó sẽ có mức độ anh chị từ khung tháng đổ về khung tuần đổ về khung ngày thì anh chị có thể là xác định theo cái mức đóng nến ha để anh chị đưa ra cái kết quả rằng kháng cự ở đâu và khi anh chị áp dụng hết tất cả cái này và quay trở lại khung ngày à, anh chị quay trở lại khung ngày và em cũng sẽ bật lại à, những cái công cụ mà em đang phân tích với anh chị ở khung ngày thì anh chị thấy là gì? Đầu tiên, à, giá tăng lên đó, thì nó phải có phản ứng đương nhiên chắc chắn với anh chị là sẽ có phản ứng ở đây khi lấy thanh lý nó có thể là gọi như là có một cái bước đệm về có một bước đệm về và sau đó là tăng lên tiếp thì khi tăng lên tiếp thì anh chị thấy là chúng ta lại có cái đường kháng cự tháng ở đây là nó cũng nằm trùng với lại cái POC đối với lại cái công cụ fixed Train volume profile đây hai cái đường này nó nằm cùng hai anh chị ha và anh chị thấy là cái lượng volume nó nhô ra ở đây nè nó nhô ra ở đây nè cực kỳ lớn tức là sao đây là cái cản lớn đây là cái cản lớn ở khung ngày nhà anh chị đó và khi giá lên có sự từ chỗ ở đây và tăng lên tiếp thì sẽ là một cái quyết định để anh chị có chốt cái lệnh lò hay không ở trong thời gian tới thì đây là những cái mốc TP ở trong ngắn hạn để anh chị xem qua và ở khu vực này thì chúng ta cũng có thể là kéo lại một cái line ở khung ngày nhá rồi em sẽ kéo lại một, khung, một cái like cho anh chị xem ở khung ngày thì khi giá lên này, đây khi giá lên đúng không ạ thì chúng ta sẽ xem xét là nếu nó từ chỗ ở đây nó quay về đó. Đó, thì anh chị cần phải chốt sớm những cái lệnh long để khi nó quay về đây nó có thể là nó test ở khu vực này mà nó tăng lên tiếp đó thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu vào cái lệnh long à, tiếp theo ở đây ở khu vực là khoảng 59.400 đô thì đây là cái dự phóng của em ở trước mắt thôi giá hoàn toàn nó có thể là điên cuồng nếu khi mà cái tin tức lãi suất ra nó có thể là điên cuồng khi mà đẩy mạnh lên hơn nữa đó vì vậy là trong quá trình này nếu anh chị đang lo từ những cái vùng giá những cái cộng giá đẹp hỗ trợ ở dưới mà em đã à, phân tích cho anh chị rồi á thì anh chị nên dời SL dương cầm một cái sl tốt nhất để đón cái tin tức vào một giờ sáng ngày mai, Hả chị ha nếu như tin tức nó ra mà nó có quá nhiều biến động mà nó đẩy xuống hay là đẹp lên đó, ví dụ như là không giảm lãi suất nữa thì nó hoàn toàn có thể là đẩy xuống cho nên là hãy có một cái sl nó phù hợp với cái lệnh của anh chị đang cầm nha à, mỗi người thì sẽ vào một cái lệnh khác nhau Volume khác nhau đồng bẫy khác nhau cho nên là cần phải điều chỉnh lại theo cái lệnh của anh chị để anh chị xem thử rằng như thế nào hợp lý à, thì đây là cái mà em muốn nhắc nhở anh chị để anh chị chuẩn bị à, đón cái tin tức mới nhé và với những cái điều kiện tốt từ tin tức đến phân tích kỹ thuật thì anh chị thấy rằng là đây thêm một lần nữa chỉ báo cũng đang rất đẹp ở khung ngày ha nó vẫn còn một cái khoảng không nữa để tăng lên à, những cái mốc giá cao hơn trước khi nó có một sự điều chỉnh thực sự đó, trước khi có sự điều chỉnh thực sự ở trong cú tăng lần này và nếu như anh chị nhìn uh, cluster là vậy đúng không ạ thì anh chị có thể là xem thêm một vài cái công cụ nữa như là uh, như là MFI là mini flow index đây MFI đang nằm ở cái khu vực là khoảng 50% phần trăm thì lần trước nè anh chị là khi nó tăng lên thì nó bung ra khỏi khu vực này thì anh chị thấy lên quá mua thì nó mới có sự điều chỉnh xuống thì cái thời điểm mà cái dòng tiền nó bị hạn chế lại nó bị cạn á, là cái thời điểm mà chúng ta nên thoát À, nhưng mà thời điểm này là thời điểm mới khởi đầu được khoảng 50% cái cái chặng đường cái dòng tiền nó bơm vào thôi thì cái lượng tiền nó vẫn có thể là bơm lên tiếp và với cái mẫu hình hai đáy này ở chỉ báo AFI nó vẫn Uh, có cái dấu hiệu rất tốt ha để đẩy giá lên và cũng như là cái dòng tiền nó có thể là bơm vào từ giờ cho đến là cuối tuần để anh chị xem qua về những cái thông tin này ha anh chị ha và với những cái thông tin ở trong ngày hôm nay em chia sẻ đến anh chị thì đây là những cái thông tin mà em nghĩ rằng là nó sẽ giúp cho anh chị trading an toàn hơn hãy nhớ đặt sl dù biết là tin tốt dù biết là tháng 10 nó có thể là xanh nhưng hãy đặt sl để an toàn nhất trong quá trình chúng ta trading nha anh chị nhé và vì khi chúng ta có những cái điều kiện này À, uh, như hồi nãy em nói với anh chị, Ancon sẽ có cơ hội Ancon sẽ có cơ hội Giờ Ancon bắt đầu là bơm dần rồi anh chị Ancon hiện tại đang bắt đầu bơm dần rồi Và nó sẽ có những cái đà bơm mạnh hơn Và nếu như anh chị đang đặt cái lòng tin vào những cái dự án Ancon của mình đó, Thì em mong rằng là những cái dự án của anh chị sẽ phát triển Sẽ tăng trưởng tốt hơn nha anh chị nha Và anh chị lưu ý là nếu như anh chị muốn đầu tư mà nó có nhiều cặp giao dịch anh chị thuận tiện hơn không phải di chuyển nhiều sàn giao dịch khác nhau ấy anh chị có thể là xem qua con s con s sẽ listing rất rất là nhiều cặp giao dịch lớn nhỏ khác nhau ở trên thị trường rất rất nhiều luôn anh chị và khi anh chị mua và đầu tư tất cả mọi thứ ở chị S thì anh chị có thể là theo dõi những cái danh mục Ha, theo dõi những cái danh mục khác nhau ở đây họ sẽ phân bổ ra những danh mục thì anh chị có thể là dễ dàng hơn để chúng ta lựa chọn những cái đồng token những cái dự án mà anh chị quan tâm nhé và để mà sử dụng Wacom S thì anh chị đừng quên là có thể click vào cái đường dẫn đăng ký em để dưới phần mô tả video này để ủng hộ team và trong video ngày hôm nay em xin phép được dừng lại tại đây và trong thời gian tới thì em sẽ cập nhật nhanh chóng hơn cho anh chị về những cái diễn biến mới hơn của thị trường và chúc anh chị may mắn ở trong quý 4 2024 tới nhá